Xin mời quý vị nghe tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, hai môn đệ từ Emmau trở về, thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh. Các ông còn đang nói, thì chính Đức Giêsu đứng giữa các ông và bảo: "Bình an cho anh em." Các ông kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy ma. Nhưng người nói: "Sao lại hoảng hốt? Sao lòng anh em còn ngờ vực? Nhìn trên tay thầy coi, chính thầy đây mà. Cứ rờ xem, mà đâu có xương có thịt như anh em thấy thầy có đây." Nói xong, người đưa tay chân ra cho các ông xem. Các ông còn chưa tin vì mừng quá và còn đang ngỡ ngàng, thì người hỏi: "Ở đây anh em có gì ăn không?" Các ông đưa cho người một khúc cá nướng. Người cầm lấy và ăn trước mặt các ông. Rồi người bảo: "Khi còn ở với anh em, thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách luật Mô-xê, các sách ngôn sứ và các thánh vịt đã chép về thầy đều phải được ứng nghiệm." Bấy giờ, người mở trí cho các ông hiểu kinh thánh và người nói: "Có lời kinh thánh chép rằng Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba từ cõi chết sống lại, phải nhân danh người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Jerusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là những chứng nhân về những điều này."